Và sau 20 năm vắng bóng thì 8 series đã quay lại. Có thể nói đây là một siêu phẩm. 850 thì quá đẹp các bạn ạ. Ngay bây giờ mình sẽ quay camera lại để cùng các bạn ngắm nhìn nhá. X7 thì bên kia hôm qua Hùng đã giới thiệu rồi, còn nay là G8. Đó. Đèn laser. Đèn laser, công nghệ laser. Laser này thì phải chiếu xa tầm 500-600 mét. Thiết kế rất đẹp. Có đèn chiếu góc này. Đèn này thì thừa thông minh chứ không phải là thông minh cả. Ở trên cái ở đây xem luôn cái động cơ. Động cơ 850i này là động cơ 4.4 đấy. Phẳng áp kép. Thực ra cái dòng 8 series này nó có hai phiên bản động cơ, một phiên bản diesel 3.0 tăng áp kép và phiên bản 4.4 tăng áp kép twin turbo đấy. Chính là các cái phiên bản mà bạn đang nhìn đấy. 523 mã lực và moment xoắn cực đại là 750 Nm. Ở vòng tua là 1800 đến 4600, tức là chúng ta có thể có được một cái lực đẩy rất là tốt. Moment xoắn rất là tốt trong một cái giải vòng tua rộng. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là mất 3,7 giây. Và giới hạn tốc độ điện tử là 250. Đẹp nhờ. Ngắm mãi không chán, siêu phẩm luôn. So sánh với S Coupe thì thế nào ạ? Chắc chắn là trong tương lai sẽ có một cái bản hiệu năng cao của cái dòng 8 series này để đọ với S63 AMG. Dưới đàn nhiệt đẹp long lanh. Ồ, cứ muốn nhìn thôi. Rồi. Nhẹ nhàng. Cái công nghệ thân vỏ trên mẫu xe này cũng đắt tiền hơn bởi vì nó dùng carbon rồi, dùng vật liệu carbon và các vật liệu nhẹ. Và các hốc hút gió này phía dưới này. So với cái bản concept thì trông nó hài hòa, đẹp và yêu thương thật. Và nếu như nhìn cái bộ vành này nó mới đẹp làm sao. Vành mờ này, trang bị mờ. Ở bên Thái thì BMW toàn chơi mờ thôi. Nhiều lắm. Rất đẹp luôn. Vành 20. Vành 20 mà nhìn to thật. Qua ngắm mấy con Rolls Royce với X7 vành 22 thấy bé tẹo. Thông thường thì các triển lãm sẽ bày những cái vành nó to hơn để xe nó hoành tráng. Nhiều khi ra các cái bản thực tế ở ngoài ấy thì các bạn sẽ thấy là vành giảm đi 1 inch. Cả lên vành M. Là dạng M Sport. Rồi có hốc gió bên xịn luôn. Xịn luôn. Gương kiểu thiết kế thể thao. Camera trong hệ thống camera 360. Camera 360 trên BMW thì mình đã có dịp giới thiệu với các bạn rất nhiều rồi. Quá đẳng cấp luôn. Dí tới từng điểm, chiếu từng góc chiếu, cầm tay di chấm chấm. Chấm chấm mút mút là có góc chiếu luôn. Thiết kế này, ui dồi, cái phần đuôi này nó mới đẹp làm sao. Thông thường thiết kế xe thì phần đuôi rất khó, nhưng mà thực sự nó quá nuột luôn đây. Mình thử mấy cái góc nhìn cho các bạn xem. Quá nuột đà, các chi tiết quá hài hòa luôn. Phần mái vòm này, đuôi nó dốc, nó mới đẹp. Nó mới đẹp làm sao. Ở đây carbon này ạ. Rồi rất nhẹ nhá. Carbon. Rồi 10 lít hỗn hợp 14,1 lít là trong phố 7,6 lít đường trường. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời chứ. Đuôi xe, hốc hút gió thể thao, bô dưới, cản dưới. Rất đẹp camera, cảm biến. Trên những mẫu xe như thế này thì các cái trang bị đấy của nó quá là đầy đủ rồi. Không phải hỏi, mặc định luôn. Những dòng xe hiệu suất cao thì sẽ thiên về công suất, thiên về công nghệ khung gầm, thiên về kiểm soát lái, thiên về hệ thống treo.
Còn vài cái trang bị option thì đối với mẫu xe này thì nó quá đơn giản, đa cốp chắc là có, mình không có chìa khóa thôi mình bấm. Rồi. Vừa mới mở được một lúc thì khóa luôn. Xin bạn quản lý ở đây thì họ cũng không mở. Rồi thì bây giờ mình ngắm ở ngoài. Rồi, rất nhiều người chụp hình, kể cả những em bé này. Một siêu phẩm như thế này thì đây mình sẽ tiến vào thôi để ngắm ở ngoài vậy. Thực ra thì cũng không có quá nhiều, không có quá nhiều sự khác biệt, bởi vì bây giờ cái form chung thiết kế về phần nội thất của mẫu xe này cũng giống như X7, cũng giống như 7 series mà thôi. Đó. Màn hình phía sau vô lăng là 10,3 inch, màn hình trung tâm 12,2 inch, cũng như 7, cũng như 5. Thiết kế rất đẹp. Nhưng mà những cái điều khiển cửa gió nhá, rồi những cái nút bấm ấy là tinh xảo đấy. Thiết kế rất tinh xảo, cần số pha lê. Nhìn từ kính ngoài vẫn đẹp, vẫn yêu thương. Và có chữ gì nhở? Có chữ số 8 ở đấy. Đó, có số 8 ở đấy. Chế độ khởi động này, on-off engine này, traction này, rồi là chế độ lái. Có chế độ Adaptive, Eco Pro, Comfort, Sport. Rồi, mấy cái này thì cũng khá giống với cái mẫu X7 thôi, không có gì khác cả. Với cái mẫu xe này thì nó sẽ có các tùy chọn cá nhân hóa, từ cái việc trang bị da, hệ thống âm thanh, có thể là hệ thống âm thanh tiêu chuẩn, rồi hệ thống âm thanh cao cấp hơn là Harman Kardon hay là Powerkin vân vân. Miễn là có tiền, khách hàng có tiền thì cái gì chả có. Rồi. Và ghế lái thiết kế rất thể thao nhá. Tùy chọn ghế lái ra cao cấp tiêu chuẩn, ga cao cấp hơn, ga độc, ga gì đấy cũng có. Và đặc biệt trên cái mẫu xe này nó thiên về hiệu suất, thiên về công suất ấy, thì nó sẽ có các hệ thống hỗ trợ lái, cũng là tùy chọn, bạn sẽ phải trả thêm tiền cho những cái hệ thống treo, có thể tăng cái tính thể thao của nó, để khi ôm cua, để chạy tốc độ cao cũng phải trả thêm tiền. Ở trên thế giới thì mẫu xe này cũng có các công nghệ như hỗ trợ lái tự động, rồi các cái phanh tự động, và những cái công nghệ khá phổ biến trên các dòng xe cao cấp bây giờ thì cũng có trên 850i. Nhưng mà nó cũng sẽ là tùy chọn. Vâng. Tóm lại là cái dòng xe này họ cũng sợ hỏng, cho nên là hỏng da, hỏng gì đó. Ở triển lãm Thái thì bán hàng cũng cứ gọi là rầm rầm các bạn ạ. Được cá nhân hóa trên cái mẫu xe này sẽ rất là cao. Mà rất dị, mẫu xe này lại dẫn động cầu trước. Phải không? Mà chui xuống gầm mình xem nào. Với cái công nghệ của BMW bây giờ thì có công nghệ đỗ tự động, rồi công nghệ chúng ta tiến đi theo một cái đường trách, một cái mép thì sau đấy nó lùi lại đúng như thế, rồi là có thể hỗ trợ điều khiển qua smart key, qua smartphone, một cái ứng dụng vân vân, rồi là hướng dẫn lái, cập nhật tình trạng giao thông, thì đó là tất cả những cái công nghệ hàng đầu tới từ xe hơi, những cái thương hiệu xe của Đức. Và thưa các bạn, ngày nay thì những cái mẫu xe của Đức thì họ tranh nhau bằng 80% bằng công nghệ rồi. Công nghệ ạ. Còn option thì bình thường, option bây giờ xe Hàn nó đầy ra. Chúng ta nói về công nghệ đi. Nào là công nghệ AI, hỗ trợ lái tự động, nhận diện, đỗ xe tự động, vân 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 vân.